nơi hy vọng lụi tàn. Một cái tên nghe đã thấy sự tuyệt vọng và đau thương. Congo, một đất nước xinh đẹp, trù phú với thiên nhiên tươi đẹp và những cánh rừng bất ngàn. Nhưng ẩn sâu bên trong vẻ đẹp ấy là nỗi đau khôn xiết, những câu chuyện mà ít ai biết đến. Đó là câu chuyện về con đường chết đói, một con đường dài hơn 200 cây số ở miền đông Congo, nơi mà sự sống và cái chết chỉ cách nhau một bước chân. Nơi đây, người dân đang sống trong cảnh đói khát, bệnh tật và tuyệt vọng. Họ phải đối mặt với những thử thách khắc nghiệt hàng ngày. Con đường này từng là mạch sống nối kết các cộng đồng, nơi mà những tiếng cười và niềm vui từng vang vọng. Giờ đây, nó trở thành minh chứng cho sự tàn khốc của xung đột, nghèo đói và dịch bệnh. Những dấu vết của chiến tranh và sự tàn phá hiện rõ trên từng mét đường. Những ngôi làng hoang tàn, những đứa trẻ gầy gò, ốm yếu là hình ảnh thường thấy dọc hai bên đường. Những ánh mắt vô hồn, những thân hình gầy guộc là minh chứng cho sự khắc nghiệt của cuộc sống nơi đây. Con đường chết đói là lời kêu cứu khẩn thiết, là tiếng kêu thét đòi sự sống cho biết bao số phận. Những tiếng kêu cứu vang lên trong vô vọng, mong chờ một phép màu. Liệu chúng ta có thể làm ngơ, liệu chúng ta có thể bỏ qua những nỗi đau này mà không làm gì? Hãy cùng nhau hành động để mang lại hy vọng cho những con người đang cần chúng ta. Nơi đây phải đối mặt với cái đói, cái rét và bệnh tật. Lương thực khan hiếm, nước sạch gần như không có. Trẻ em suy dinh dưỡng trầm trọng, chỉ còn da bọc xương. Chúng phải ăn bất cứ thứ gì có thể bỏ vào bụng. Lá cây, rễ cây, thậm chí là đất. Nhiều người đã chết vì đói, chết vì bệnh tật mà không có thuốc men. Cuộc sống của họ là chuỗi ngày dài vật lộn với tự thần. Nụ cười đã tắt trên môi, thay vào đó là nỗi ám ảnh về cái chết luôn thường trực. Họ sống mà như đã chết, chỉ biết trông chờ vào một phép màu. Con đường chết đói không phải là hiện tượng tự nhiên. Nó không chỉ đơn thuần là một sự kiện xảy ra ngẫu nhiên, mà là kết quả của nhiều yếu tố phức tạp và đan xen. Nó là sản phẩm của nhiều yếu tố, trong đó xung đột vũ trang là nguyên nhân chính. Những cuộc chiến tranh kéo dài đã làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn, gây ra sự bất ổn và bạo lực không ngừng. Các nhóm phiến quân hoành hành, cướp bóc lương thực, tàn phá mùa màng, khiến người dân rơi vào cảnh màn trời chiều đất. Họ không chỉ mất đi nhà cửa mà còn mất đi nguồn sống chính yếu của mình. Bên cạnh đó, nạn tham nhũng, quản lý yếu kém của chính phủ cũng góp phần làm tình hình thêm trầm trọng. Các quan chức tham nhũng không chỉ làm mất đi niềm tin của người dân mà còn làm suy yếu hệ thống quản lý và phân phối tài nguyên. Nguồn viện trợ quốc tế ít ỏi không đến được tay người dân, bị chặn lại bởi các quan chức tham lam. Những nguồn tài trợ quý giá bị lãng phí, không thể đến được những người cần nhất. Hệ thống y tế, giáo dục gần như tê liệt. Các bệnh viện và trường học bị bỏ hoang, không thể cung cấp dịch vụ cơ bản cho người dân. Người dân không có kiến thức để phòng tránh bệnh tật, không có điều kiện để chăm sóc sức khỏe. Trẻ em không được đến trường, mất đi cơ hội học tập và phát triển. Con đường chết đói là kết quả của sự lãng quên, thờ ơ của thế giới. Sự thiếu quan tâm và hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế đã khiến tình hình ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, đẩy người dân vào cảnh khốn cùng. Hàng triệu người dân, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, đang đứng trước nguy cơ chết đói. Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở đây cao nhất thế giới. Bệnh tật lây lan nhanh chóng do thiếu nước sạch, vệ sinh kém. Các dịch bệnh như ta, sốt rét, sởi bùng phát mạnh, cướp đi sinh mạng của biết bao người. Nền kinh tế tê liệt, xã hội bất ổn. Người dân mất nhà cửa, phải sống trong các trại tị nạn tạm bợ, thiếu thốn đủ bề. Tương lai của cả một thế hệ đang bị đe dọa. Hơn 27 triệu người dân Congo đang đối mặt với nạn đói nghiêm trọng. Gần 5 triệu trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng cấp tính. Mỗi ngày có hàng trăm người chết vì đói và bệnh tật. Đây là cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới, nhưng lại ít được thế giới quan tâm. Những con số biết nói này là lời tố cáo đanh thép về sự bất công, về sự thờ ơ của cộng đồng quốc tế đối với thảm kịch nhân đạo đang diễn ra tại Congo. Địa ngục trần gian, người dân Congo vẫn không từ bỏ hy vọng. Họ phải đối mặt với những khó khăn không thể tưởng tượng, từ chiến tranh, đói nghèo đến bệnh tật. Nhưng trong bóng tối, họ vẫn tìm thấy ánh sáng của hy vọng. Họ vẫn kiên cường, bám víu lấy sự sống, giúp đỡ lẫn nhau. Những hành động nhỏ bé như chia sẻ một bữa ăn, một chai nước hay một nụ cười đều là những tia hy vọng quý giá. Nhiều tổ chức quốc tế đang nỗ lực hỗ trợ, cung cấp lương thực, thuốc men và nước sạch cho người dân. Những nỗ lực này không chỉ giúp họ tồn tại mà còn mang lại niềm tin vào một tương lai tốt đẹp hơn. Những hành động thiết thực này, dù nhỏ bé, cũng góp phần mang lại chút hơi ấm cho con đường chết chóc. Từng cử chỉ, từng lời động viên đều là những viên gạch xây dựng nên niềm tin và hy vọng. Con đường chết đói là lời cảnh tỉnh cho toàn nhân loại.
Nó nhắc nhở chúng ta về sự mong manh của cuộc sống và trách nhiệm của chúng ta trong việc giúp đỡ những người kém may mắn. Hãy hành động ngay hôm nay, đừng để sự im lặng tiếp tay cho cái chết. Mỗi hành động, dù nhỏ bé, đều có thể tạo ra sự khác biệt lớn lao. Hãy dang rộng vòng tay, sẻ chia và giúp đỡ để mang lại hy vọng cho những mảnh đời bất hạnh. Chúng ta có thể cùng nhau xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, nơi không ai bị bỏ lại phía sau.